Con chào mẹ. Các con về mà không báo gì cho mẹ cả. Dạ. Nó năm nay con thấy mẹ có vẻ càng ngày càng trẻ ấy. Mẹ xem ai ưng rồi thì chuyển đi. Bọn con ủng hộ. Thôi, mẹ ở vậy với mình cho nó khỏe. Sắp Tết rồi, nhà tiện thể mẹ con về thăm mẹ thì bọn con có quà biếu mẹ. Đi vào nhà đi các con. Dạ vâng ạ. Bây giờ kìa cái gì? Con thử xem, con cũng đi làm như người ta, quanh năm mới về thăm mẹ được có một lần. Nhưng mà con xem này, có một cái hộp bánh con còn của con này về, không thấy xấu hổ mà còn ơ kìa. Mẹ ơi, mẹ thông cảm cho con đấy ạ. Cuối năm công ty khó khăn quá, phải nợ lương nhiều cho nên. Mẹ ơi, mẹ phải thông cảm cho dì Linh chứ. Công việc của dì nó chỉ có thế thôi. Với cả con nói mẹ biết chứ, năm nay kinh tế nó khó khăn, chứ nếu không ấy con phải mua nhiều hơn này chứ, như này mõ bèn gì em nhở. Đúng đấy mẹ, em nên còn phải nhiều khoản biệt tiêu lắm, quần áo trang điểm cũng phải đi với chồng chứ chị. Đấy, con thấy không, con gái lớn bằng ý rồi mà động hơi một tí thì dỗi thế này á, con ý chẳng thấy trời rồi. Mẹ ơi, chắc là dì làm việc mệt nên căng thẳng gì lấy cớ đi nghỉ mà. Dỗi gì lớn tướng rồi. Mà may ấy, mà có anh rước con Trang và mẹ đi. Chứ không á, nhà mẹ một lúc có hai quả bom nổ chậm, mẹ suốt ngày tắm sông như mẹ ơi, mẹ có thấy có quả bom nổ chậm nào như con, vừa giỏi giang vừa xinh đẹp không? Thế đấy nhá, con phải nhắc em đó. Thôi mẹ ạ, tình hình Tết nước đến nơi rồi. Chuyện này cứ thư thư đi. Ra Tết xem con gặp bọn bạn con ấy. Toàn là bọn buôn bất động sản rồi là buôn ô tô. Cho bọn nó gặp nhau, nếu mà nó thích thì mình cho tiền tới. Nhưng bây giờ quan trọng là chỉ như mình có kén hay không đấy ạ. Ừ nhá, con nhớ đấy nhá. Vâng. Dạ. Một năm qua con đã quá mệt mỏi rồi. Giờ như mẹ gái con lấy xe đi. Mẹ ơi, mẹ mà dì Linh đi chợ đấy à? Con bảo này, hay là để con gọi taxi rồi là chở mẹ đi cho nó ấm. Ôi giời, vợ chồng không đi cùng luôn mà. Thôi không phải vẽ chuyện, từ đây ra chợ mấy bước đi gì cho tốn kém nữa. Ôi giời ơi mẹ ơi, tốn kém gì, đáng mấy đồng bạc. Với cả năm con về đi ô tô, thứ nhất là ấm này, thứ hai để làng xóm biết là con những kiện kiếm ăn được chứ này. Thế con đi đi nhá. Hay là để em cất xe đi, xong rồi đi cùng mọi người nhá. Cất xe làm gì? Em cứ đi xe máy đi. Hôm nay chị mua nhiều đồ lắm, nếu mà em đi cùng lấy đâu chỗ để đồ. Đúng rồi, chị Trang nói đúng rồi đấy. Chị nói phải ạ. Vậy anh chị với mẹ đi đi. Lát đi sau. Anh bảo này, đáng nhất tầm này gì có thằng nào nó gọi là cắp nách ý, có phải nó đèo đi sướng không? Thôi gì đi sau nhá. Xe đến rồi, anh và mẹ đi trước. Đi nhá. Linh. Anh Huy. Em về lúc nào đấy? Em cũng mới về thôi. Nhà anh Tết nhất đến lâu rồi. Lâu lắm mới về quê. Công nhận làng mình thay đổi nhiều nhở. À, nhà anh cũng hòm hòm rồi. Thế vợ chồng thì Trang đâu? Dạ, anh chị với mẹ em đi chợ rồi anh ạ. À này Linh. Dạ. Anh có chuyện muốn nói. Nhưng mà em đừng nói là anh nói đấy nhá, không là lại mang tiếng nhiều chuyện đấy. Có chuyện gì anh cứ nói đi. Anh bảo anh về nhà anh đi không? Anh chờ nhá. Công nhận đẹp đấy. Ôi đẹp quá con ạ. Có chuyện muốn nói. Chuyện gì con? Thế kia đi đâu hả? Anh đi ra chợ mua mấy cây đào rồi. Thế con có chuyện gì? Con định nói à? À, cái chuyện hôm trước con nói với mẹ ý. Mẹ về suy nghĩ chưa? Chuyện gì? Chả là con muốn mượn số vàng kia của mẹ.
vì con đang làm ăn nên con đang thiếu vốn. Cái đấy là để dành để cho em con nó lấy chồng. Trời ơi, biết bao giờ nó lấy chồng. Cứ còn lo. Anh cứ chả nói. Mẹ yên tâm, bao giờ nó lấy chồng, vợ chồng con sẽ lo từ A đến Z. Thế hả con? Con đang làm ăn lớn. Quả này nếu mà ok, con sẽ trả cho mẹ gấp đôi. Thôi được rồi, nhưng mà con phải cẩn thận đấy nhá. Vâng, mẹ yên tâm. Ôi, con này liều thật. Ôi, đến rồi con ơi. Này con này, con đây. Bạn mới sổ đỏ của ta mới đến đâu. Này bác, bác bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói. Mày mang vàng mới sổ đỏ của ta cho thằng này đúng không? Này bác nói cho cẩn thận. Chuyện này chẳng không liên quan gì hết. Bà Linh cũng không phải là người như vậy. Bênh nhau à? Tao sẽ sang tao gặp bố mẹ mày, tao nói cho ra chuyện nhá. Mẹ thôi đi, là con lấy. Được chưa? Bảo sao hôm qua lúc thấy tao mày lại giật mình. Phải. Em lấy đấy. Con lấy đấy. Mẹ suốt ngày ấy, chỉ có anh chị thôi. Vậy còn con? Con cũng là con của mẹ. Con cũng biết tủi thân chứ. Con cũng muốn giàu có, cũng muốn lấy chồng sớm. Nhưng mà số phận của con hẩm hiu. Còn mẹ, mẹ lúc nào cũng chỉ tiến việc cho những ai có tiền, cho mẹ và thành mẹ thôi. Mày có biết là cái số vàng đấy tao để dành cho mày không hả? Mày chỉ cần dắt thằng người yêu về đây là cái số vàng đấy, cả cái nhà đấy là cũng dành cho mày, mày hiểu chưa? Đến bây giờ mày biết mẹ thiên vị cho ai chưa? Mày có biết là vợ chồng tao chăm mẹ như thế mà mẹ không để lại một chút gì cả? Bây giờ vàng với sổ đỏ của tao để đâu? Em trả cho bác đi, sắp Tết rồi, đừng để chuyện không hay xảy ra. Thôi được, mọi người đi theo con. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, làm gì thế này? Hả? Làm gì thế này? Hả? Tới đây ra, để tao không ăn. Tới đây, tao không ăn. Đi ra. Đứng dậy đi con ơi. Anh ơi. Ôi. Mày. Chúng mày làm sao? Tao sẽ đi báo công an, nghe chưa? Báo đi, bà báo đi. Thằng con rẻ bà kia, nó nợ tôi 500 triệu. Bây giờ ai giả? Nó hẹn tôi ra đây để giả tiền, nhưng nó lại mang vàng giả. Mẹ kiếp, chó này. Kiếp. Con, sao lại vàng giả nè? Dạ, con. Nếu như không có con đánh cháu trước khi anh ta ăn cắp ấy, thì Tết này hai mẹ con mình ra ngoài đường rồi đấy. Mày để bọn tao đợi hơi lâu rồi. Thằng chó. Dạ. Bao giờ mày định trả bọn tao tiền? Dạ. Anh cho em thời gian nữa. Em nó lót em gửi cho anh. Thì đủ rồi ạ. Còn 500 triệu. Dạ vâng. Vâng em nhớ ạ. Một tháng nữa 550 triệu. Dạ. Không thì để cái mạng chó của mày lại. Vâng em biết rồi ạ. Cút mặt mày. Dạ. Dạ vâng. Em chào anh ạ. Đứng đi. Mọi chuyện là như vậy đấy ạ. Thằng chó, mày chơi tao à? Anh im mồm đi. Uổng công tôi thuyết phục mẹ, mẹ đã đồng ý cho mượn rồi mà anh còn định ăn không đó. May quá có con giúp, chứ không thì bà già. Này bà có trả nợ cho nó không thì bảo. Ai nợ thì người đó trả, chúng tôi không liên quan. Này các anh đừng có làm càn, cẩn thận tôi gọi cả làng ra đấy. Đều là máu mủ ruột thịt hết. Hôm nay ấy, không trả cho nó ấy, thì mày chết.
mẹ cứu con với, bọn con đánh con đau lắm mẹ ơi. Buông ra. Cả cuộc đời tao, tao ghét nhất là ăn trộm ăn cắp. Thế mà mày nói với tao ngay từ đầu đi thì tao còn suy nghĩ. Đằng này mày ăn trộm cả sổ đỏ nhà tao, mày định để mẹ con tao ra đường hả? Mẹ ơi, do túng quá con mới làm điều thôi. Con hứa từ giờ con thì không như thế nữa. Mẹ cứu con rồi. Đi về đi con. Mẹ ơi, mẹ không có cái lời con rể như thế này. Mẹ ơi, đừng bỏ con. Mày có phải vợ tao không ạ? Tao phải đi làm kiếm tiền nuôi mày. Mà bây giờ tao gặp chút khó khăn mà nhờ gia đình mày không được à? Được khốn! Mày dám đánh tao à? Dạ, cả làng mày đâu rồi? Dạ, em xin anh ạ. Anh tha cho em đừng đánh em. Quỳ xuống. Dạ, em xin anh. Em chỉ một hai hôm nữa em đã đục gãy gãy rồi. Đúng không? Vâng ạ. Hai hôm này. Ê, chó, mày chạy đi. Ê, gì, anh.